mình là tự trên Bình Dương xuống để coi live show Cẩm Ly, là tự tình quê hương ba. Nói chung là đi với gia đình, với ông xã, với lại đứa con của mình. Rất là háo hức trong chờ cả tháng nay mua vé để được xuống đây coi. Nói chung cũng trông đợi tới ngày này lắm, mà hồi chiều đi rất là sớm, đi hồi 1 giờ xuống này sớm mấy tiếng đồng hồ. Từ Cần Thơ lên đây để xem Tư hát trong chương trình Tự Tình Quê Hương Ba. Hôm nay có mặt trong nhà hát Hòa Bình, cảm giác rất là vui và rất là hạnh phúc. Sai tai ga chẳng phải lên ghe qua sông, vừa lâu vừa nắng phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe coi dâu mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê, tìm về nỗi canh chua thèm hoài mùi măng khô, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Gia đình cô á là thích đi coi live show Cẩm Ly lắm ha, năm nào cô cũng đi hết. Lúc nào tôi cũng nghe văn ca của Cẩm Ly hết. Nhiều bài tôi thuộc về Cẩm Ly lắm. Chương trình này em rất mong là xem bộ ba Đan Trường, Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng. Em mong chờ cái live show này từ rất là lâu rồi. Nhưng mà tiết mục mà em chờ đón nhất đó là tiết mục mà Tư sẽ vào vai nữ tướng Mộc Quế Anh. Lời ru ấm lòng, tìm nhớ con sông quê nhiều lắm. Ban đêm thức dậy cùng bay heo, ly tôi hãy luôn. Thì ở đây trong chương trình Tình Tự Quê Hương 3 lần này, chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị khán giả một thể loại nghệ thuật mà luôn luôn gắn kết với dân ca, đó là sân khấu hát bội. Điều đó rất gắn với những tự tình dân tộc của những người khán giả ở miền Tây Nam Bộ. Và điều này cũng là tâm nguyện của Cẩm Ly, và tôi rất là hưởng ứng với tâm nguyện của cô. Rất đáng quý, bởi vì sao? Bản thân tôi tham gia, tôi thấy tất cả mọi người ai cũng đều nhiệt tình, ai cũng đều nghiêm túc gần như nghiêm khắc với chính bản thân mình để làm được những cái tiết mục tốt nhất. Nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê, tìm về nỗi cân chua thèm hoài mùi măng khô, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Cá kèo luộc rau sao mà mắc, trai mít heo qua chẳng muốn ăn, dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Thêm thấy không quen nơi đây, chắc về quê làm lúa hoài. Thêm nhớ dân ca quê hương, lời ru ấm lòng. Thêm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Ở đâu mà có con Cẩm Ly hát là tôi coi à? Gia đình rất là thích nghe những cái bài hát của chị Cẩm Ly, đặc biệt là những bài dân ca. Ông xã là một fan ruột của Cẩm Ly rất nhiều năm lắm rồi. Và hôm nay chúng tôi đang rất là náo nức muốn trông đợi cái giờ mở màn của cái live show này. Lần đầu tiên em được đi coi chương trình Tự Tình Quê Hương của Cẩm Ly. Hai chương trình trước thì em chỉ được coi qua băng, qua đĩa và trên mạng thôi. Thì em thấy chương trình rất là hay. Dạ, em rất là hâm mộ chị Cẩm Ly. Em từ ở Bến Tre lên lần đó. Mỗi một lần xem là có những cái sự đổi mới. Trong là mỗi lần là trông cho Cẩm Ly có những cái live show như thế để đi xem. Gia đình của Trang rất là thích chị Cẩm Ly cũng như là rất là thích chương trình, cho nên là với Tự Tình Quê Hương 3 này thì chắc chắn là gia đình Trang phải đi xem, và hy vọng ở chương trình này là sẽ hoành tráng hơn nè, mang lại nhiều tiếng cười cũng như là nhiều cảm xúc hơn. Hương mắm quê con đây nhớ hoài, thơm đất
cũng đang nôn từng phút từng giây, đang chờ coi xem thế nào. Bắt đầu.